Truyền thông Ả Rập Xê Út đã đăng tải hình ảnh hai nhà lãnh đạo trong cuộc gặp song phương diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh bất thường của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và Liên đoàn Ả Rập tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út nhằm thảo luận về hành động chiến tranh do Israel đang tiến hành ở giải Gaza. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Iran tới Ả Rập Xê Út kể từ chuyến thăm của cựu tổng thống Mahmoud Ahmadinejad để tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo ở Jeddah vào tháng 8 năm 2012. Trước đó, Riyadh đã cắt đứt quan hệ với Tehran vào năm 2016 sau một cuộc tấn công của người biểu tình Iran nhằm vào cả đại sứ quán và lãnh sự quán của Ả Rập Xê Út ở Tehran để phản đối việc Riyadh hành quyết giáo sĩ Shia nổi tiếng Nim An-Nim. Tuy nhiên, với thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian vào ngày 10 tháng 3 vừa qua, hai nước đã đồng ý nối lại quan hệ ngoại giao và mở lại đại sứ quán tại mỗi nước. Kể từ tháng 6 năm 2023, hai nước đã mở lại đại sứ quán và tiến hành trao đổi đại sứ. Đáng chú ý, trong hội nghị thượng đỉnh Ả Rập và Hồi giáo khẩn cấp liên quan đến tình hình ở giải Gaza diễn ra vào ngày hôm qua 11 tháng 11, Tổng thống Iran Ibrahim Raisi đã có bài phát biểu nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa ra quyết định mang tính lịch sử và quyết đoán liên quan đến những gì đang xảy ra ở các vùng lãnh thổ Palestine, đồng thời nhấn mạnh rằng Tổ chức Hợp tác Hồi giáo sẽ đóng vai trò đúng đắn, thể hiện ý nghĩa của sự đoàn kết và hòa hợp, đồng thời cho rằng đây là một ngày lịch sử để bảo vệ nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Tổng thống Iran cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế bằng cuộc tấn công toàn diện vào giải Gaza, đồng thời cho biết hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Ông Ibrahim Raisi cho rằng việc sát hại dân thường và đánh bom bệnh viện là biểu hiện tội ác của Israel với sự tiếp tay của Mỹ thông qua việc gửi những chuyến hàng vũ khí lớn đến Israel hàng ngày, mở đường cho nước này gây ra nhiều vụ đổ máu hơn.